Ronaldo và các đồng đội đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp khi đối đầu Bosnia và Herzegovina ở vòng loại Euro 2024 rạng sáng 18 tháng 6. Trước một đối thủ không được đánh giá cao như Bosnia và Herzegovina, Bồ Đào Nha phải cần đến 44 phút mới có thể khai thông thế bế tắc. Bernardo Silva là tác giả của bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha sau một đường chuyền chính xác từ Bruno Fernandes. Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công và các đồng đội có nhiều tình huống kiến tạo thuận lợi nhưng Ronaldo, ngôi sao được kỳ vọng nhất lại không thể ghi bàn. Dấu ấn mà cựu tiền đạo MU tạo ra chỉ là pha đánh đầu đưa bóng vào lưới trong tư thế việt vị ở hiệp 1 trận đấu. Tới phút 77, Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha sau một pha chạy trộn đón bóng thành công và đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành. Đến phút 90+3, tiếp tục là Bruno Fernandes hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu bảng G ở vòng loại Euro 2024, xếp sau là Slovakia với 7 điểm và Luxembourg với 4 điểm. Ở bảng F, đội tuyển Bỉ chỉ có được kết quả hòa 1-1 khi đối đầu với đội tuyển Áo. Đội tuyển Bỉ bị thủng lưới ngay ở phút thứ 21 bởi bàn phản lưới của Mangala. Đến phút 61, Lukaku mang về bàn gỡ quý giá, giúp đội tuyển Bỉ giữ lại được 1 điểm. Kết quả hòa trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội tuyển Áo khiến đội tuyển Bỉ tạm xếp sau trên bảng xếp hạng bảng F vòng loại Euro 2024 với 4 điểm, đội tuyển Áo dẫn đầu với 7 điểm.